Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả Tin nóng ngày 2 tháng 1 năm 2024 của Bài Việt ngữ đã ái cho tự do Có những nội dung chính sau đây Mời quý vị cùng theo dõi Công an nói cựu quản trị viên fanpage nhật ký yêu nước Từ chối luật sư, gia đình phản bác Công an tạm giữ cựu thành viên của kênh youtube CHTV nhiều ngày Gia đình không được thông báo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ. Cụ Bí Thư và Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nợp 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả trong vụ án Hạt Thành Tower. Cơ quan an ninh điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói, nhà hoạt động Phan Tất Thành, người được cho là cựu quản trị viên của fanpage có nội dung cổ võ các giá trị dân chủ và tự do mang tên Nhật ký yêu nước, từ chối tham vấn luật sư nhưng gia đình khẳng định điều ngược lại. Ông Phan Tất Thành, 38 tuổi, bị công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ từ ngày 8 tháng 7 năm 2023, rồi sau đó bị bắt giữ với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật hình sự từ ngày 13 tháng 7. Hiện ông đang bị giam trong thời gian điều tra ở trại tạm giam số 4 Phan Đăng Lưu của công an thành phố. Ông Phan Văn Chí, bố của nhà hoạt động cho biết, ngay sau khi con trai ông bị bắt, Gia đình đã ký hợp đồng bảo chữa với luật sư Trần Đình Dũng thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, luật sư Dũng đã đến cơ quan công an để làm thủ tục đăng ký bảo chữa cho ông Thành. Nhưng phía công an từ chối, ông Chí thuật lại với đề Á Châu Tự Do. Tuần trước, luật sư đã xúc tiến làm thủ tục xin tiếp xúc với Thành. Hai ngày sau thì cơ quan anh điều tra thông báo lại cho luật sư, thông báo lại luật sư thôi. Em Thành ở trong trại giam đã từ chối tiếp xúc luật sư, không cần luật sư. Ông Chí cho rằng thông tin công an đưa ra không đúng với những điều mà gia đình nhận được từ con ông, ông khẳng định. Điều này nó hoàn toàn trái ngược 100% với ý muốn, ý nguyện của Thành từ trong trại giam. Thành thông tin về cho gia đình là yêu cầu là phải có luật sư thì nó mới làm việc với bên điều tra. Ông cho biết luật sư Dũng yêu cầu văn bản từ chối luật sư với chữ ký của ông Thành, nhưng phía công an không đáp ứng, Luật sư cũng đã nộp đơn kiến nghị lên cơ quan công an đề nghị cho gặp ông Thành để xác định việc nhà hoạt động này không muốn sử dụng dịch vụ luật sư bảo chữa. Tuy nhiên phía công an chưa phản hồi. Phóng viên gọi điện cho luật sư Trần Đình Dũng và được ông khẳng định thông tin ông chí cung cấp là đúng. Tuy nhiên ông từ chối cho biết thêm chi tiết. Luật sư Đặng Đình Mạnh người tham gia bảo chữa cho nhiều người hoạt động cho đẩy A Châu tự do biết trong tin nhắn. Trước hết phải hiểu việc từ chối này chưa bao giờ xuất phát từ ý chí của họ trong hoàn cảnh bị bắt giam, luật sư như cái phao cứu sinh của họ, ít nhất về phương diện tinh thần, đồng thời còn giúp quá trình điều tra được thực hiện công bằng, đúng pháp luật, ngăn ngừa tình trạng nghi can bị điều tra viên tra tấn, dùng nhục hình. Cho nên việc từ chối chẳng khác nào tự sát. Ông cho biết trong trường hợp từ chối luật sư, khi ông tiếp xúc với họ thì họ đều cho biết bị cơ quan an ninh điều tra ép buộc từ chối luật sư với lý do thường nghe là có luật sư thì án sẽ nặng nề hơn. Điều này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định tố tụng hình sự vì đã xâm phạm vào quyền bào chữa của người bị khởi tố mà còn xâm phạm đến việc hành nghề của giới luật sư. Thực tế, dù phần bào chữa của luật sư trong các vụ án chính trị không được tòa án và công tố lưu ý vì họ đã có bản án trước khi xét xử, thế nhưng cơ quan an ninh điều tra vẫn tìm cách ngăn cản luật sư tham gia vụ án vì lẽ hầu hết quá trình điều tra vụ án đều có tình trạng vi phạm tố tụng như tra tấn, dùng nhục hình để dụ cung, ép cung nghi can. Nếu có sự hiện diện của luật sư thì họ sẽ không thể thực hiện điều đó để điều tra, kết thúc vụ án theo ý muốn của họ được. Ông Thành bị cơ quan an ninh điều tra bắt đi làm việc từ ngày 5 tháng 7 Nhưng lệnh khởi tố và bắt giam ghi từ ngày 13 tháng 7 năm 2023 Cho tới ngày 9 tháng 11 năm 2023 Ông Chí cho biết Ngày 10 à, tôi lên tôi gửi quà thăm nuôi cho Thành Thì tôi hỏi thì ở bên công an điều tra họ trả lời Họ bảo là đã ký cái quyết định gia hạn là tới ngày 7 tháng 2 năm 24 Theo thống kê của Đài Á Châu Tự Do Ông Thành là một trong hơn 20 nhà hoạt động nhân quyền, người bất đồng chính kiến và Facebooker bị bắt năm 2023. Bốn trong số này bị tống giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Công an thành phố Hà Nội tạm giữ ông Phan Văn Bách, cựu thành viên của kênh truyền hình độc lập CHTV, Chấn Hưng TV, chuyên về dân oan, sang ngày thứ Năm nhưng không thông báo cho gia đình. Ông Bách, sinh năm 1975, bị công an thành phố Hà Nội đến tận nhà riêng ở phường Trung Tự, quận Đống Đa ngày 29 tháng 12 đưa đi. Bà Nguyễn Thị Liễu, vợ của ông Bách, cho Đài Á Châu Tự Do RFA biết, ngày đó chỉ có ông Bách ở nhà, và khi bị đưa đi, ông đưa lại chìa khóa nhà cho cảnh sát khu vực để chuyển lại cho gia đình. Bà Liễu thuộc lại trong ngày 2 tháng 1. Ông đấy, anh ấy bị như thế, tôi không có nhà và cả nhà đều không ai có nhà cả công an khu vực chỉ nói là anh ấy được công an thành phố mời lên để làm việc ạ. Đến mai tôi lên trên đấy hỏi về tình hình đấy, thì đã bảo là chỉ cứ để lại số điện thoại rồi báo lên cơ quan là có gì cơ quan gọi. Tuy nhiên, đã 5 ngày chồng bị bắt giữ mà phía công an vẫn chưa có thông báo gì cho gia đình. Trong mấy ngày qua, bà đã lên công an thành phố nhiều lần để hỏi nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời như trên giờ không biết là anh ấy ở đâu ngày trước thì có một vài là người ta cũng tụ tập anh nhìn lên đấy để làm việc nhưng mà xong thì chỉ có khoảng trong ngày là anh mới về thôi nhưng mà lần này đến nay là ngày thứ năm rồi phóng viên gọi điện nhiều lần vào số điện thoại di động của cảnh sát khu vực tên Chung để xác minh thông tin bà Liễu kể lại nhưng người này không nghe máy phóng viên gọi điện cho đường dây nóng của công an thành phố Hà Nội nhưng người trực ban nói không biết thông tin về vụ tạm giữ ông Bách Ông Bách tham gia phong trào biểu tình ở Hà Nội chống Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông từ năm 2011, phong trào cây xanh năm 2015 và biểu tình chống Formosa gây thảm họa môi trường ở ven biển miền Trung năm 2016. Ông cũng lên tiếng phản đối đàn áp người bất đồng chính kiến và ủng hộ dân oan trên Facebook và tham gia đòi người khi có nhà hoạt động bị câu lưu. Từ năm 2017, ông tham gia kênh YouTube CHTV một kênh truyền hình độc lập sáng lập bởi tù nhân lương tâm vũ quang thuận chuyên đưa tin về các vấn đề kinh tế xã hội của việt nam thành viên của kênh này còn có lê văn dũng lê dũng vô va lê trọng hùng vũ mạnh tuấn anh thôn tuấn và nam phương tức trần thị yến cả ba người thuộc kênh tv này là ông thuận ông dũng và ông hùng đều đang bị cầm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước ông tuấn người hiện đang ở thành phố nha trang cho biết hoạt động của ông Bách trong CHTV từ năm 2017 đến khi rời nhóm năm 2019. Bách chả có một cái chủ đề nào riêng cả. Cao hứng lên thì nói đa số là nó nói xoáy những cái xấu, những cái tồi tệ của chế độ của xã hội. Sau đó là Bách tuyên bố là rời khỏi CHTV. Ông Tuấn cho biết bản thân ông cũng bị triệu tập lên đồn công an và bị tra khảo về CHTV nhưng được về nhà ngay trong ngày. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp, vào ngày 2 tháng 1 bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc tham nhũng liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, Lâm Đồng của công ty Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí, người đang bị tạm giữ trong một vụ án khác. Trang thông tin Bộ Công an và cùng ngày loan tin cho biết, ông Hiệp bị bắt giữ trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Vụ án đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an điều tra. Ngoài ông Hiệp, vào tháng 3 năm ngoái, Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án nhận hối lộ bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, với cùng cáo buộc tội nhận hối lộ trong vụ án này. Cựu bí thư và chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã nộp mỗi người 22,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả sau khi bị khởi tố trong một vụ án tham nhũng liên quan đến dự án hạt thành Tower ở thành phố Thanh Hóa. Truyền thông nhà nước hôm 2 tháng 1 cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận cựu bí thư Trịnh Văn Chiến và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân của tỉnh này là Nguyễn Đình Xứng đã nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an nhằm khắc phục hậu quả trong hành vi đang bị điều tra. Các bị can khác trong vụ án cũng đã nộp tiền khắc phục, nhưng cơ quan chức năng không cho biết cụ thể là bao nhiêu. Ông Trịnh Văn Chiến vào tối 29 tháng 12 bị khởi tố, bị khám nhà và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Chiến bị cáo buộc tội, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về cùng tội danh. Theo cáo buộc của Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2013, ông Chiến với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo việc tính tiền sử dụng đất cho công ty sông Mã tại dự án Hạt Thành Tower theo đơn giá thấp hơn mức giá thực, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 56 tỷ đồng. Ngoài cựu Bí Thư và cựu Chủ tịch tỉnh, một loạt các cựu quan chức khác thuộc tỉnh này cũng đã bị bắt giữ với cáo buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong vụ án này. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm tin ngày mai cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt Hữu đã cho Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.